Hello, hello. Xin chào các bạn. Để đến với Thuần Capital ngày hôm nay. Ngày hôm nay đó là ngày thứ sáu, ngày 13 tây tháng 5 tại Hoa Kỳ. Và hôm nay thần tranh thủ làm video sớm để mà chia sẻ với các bạn. Các bạn ở Việt Nam đó thì đã bước qua ngày cuối tuần, ngày thứ bảy rồi, ngày 14 tháng 5. Và hôm nay có rất nhiều những thông tin như các bạn thấy được rất nhiều những cái tháp ở trên cái chương trình duyệt này. À, và ngày mai và ngày mốt đó, hai ngày kế đây thì cũng sẽ bận một số công việc cho nên sẽ không có video để mà chia sẻ với các bạn. Cho nên hôm nay thì chúng ta sẽ cố gắng nói hết những thông tin và đương nhiên chúng ta sẽ nói về tình hình của thị trường chúng ta cũng sẽ nói về một số những cái diễn biến mới nhất liên quan đến theo Luna hôm nay lại có thêm một số thông tin và thường biết đây vẫn là một cái tài liệu mà nhiều bạn đang sang đón thì bây giờ cho nên thường sẽ cố gắng dành thời gian để mà chia sẻ về cái thông tin này cũng như là thường có một số những cái lời chia sẻ tâm sự với các bạn như mà nào mà lỡ gặp cái vấn đề liên quan đến Luna và đang bị thua lỗ nặng đây thường sẽ chia sẻ với các bạn một số những cái tâm lý thị trường với các bạn cũng như chúng ta sẽ nói tới một số những cái tài liệu nổi bật ngày hôm nay và đương nhiên các bạn thấy được là giá cả của BTC đó lúc mình làm video này là 29.983 và trên thực tế đó các bạn thấy là giá BTC cũng đã có một cái sự hồi phục trở lại sau khi mà xuống cái mức thấp là 25.339 lúc đó rất nhiều bạn lo lắng đó chính là ngày 12 tây của ngày hôm qua sau đó đó thì cũng đã có một cái sự hồi phục trở lại các bạn thấy được là giá BTC đó hôm qua tới bây giờ là xoay quanh cái mức là khoảng 30.000 đô như là cái lúc mình làm video này, 30.019 đô. BTC đó thì có cái sự phục nhẹ trở lại, các bạn thấy được là những coi coi cũng có cái sự hồi phục trở lại tại vì mấy hôm nay đó altcoin thì xuống rất là nhiều, Bitcoin có thể xuống khoảng chừng là 5 6% nhưng mà những altcoin nhiều khi xuống tới 20-30% và thường biết là rất nhiều bạn lưu trữ altcoin hiện bây giờ. Hôm nay chúng ta cũng có một cái sự hồi phục trở lại đối với lại altcoin thị trường đó thì phần lớn là màu xanh và chúng ta có thể nhìn thấy đó là BTC trong vòng 2 4 giờ qua đã có cái sự tăng trưởng là 5,5%, Ethereum thì tăng 7%, các bạn thì được là BNB thì tăng 10%, XRP thì tăng 11%, Cardano 14,6%, Solana 15,4%, Dogecoin 9,6%, Polkadot 23% và nhiều những đồng khác phân lớn là một xanh hôm nay. Đương nhiên khi mà các bạn nhìn vào cái cột 7 ngày đó thì rất nhiều màu đỏ. Đương nhiên trong vòng một tuần qua đó chúng ta thấy giá cả đi xuống rất là nhiều. Nhưng mà hôm nay cũng có một cái màu xanh xuất hiện ở trên thị trường chứng khoán sau nhiều ngày cũng đỏ. Các bạn thì được là gần đây đó tất cả thị trường đều là một màu đỏ luôn, không có tính riêng một thị trường nào hết. Đương nhiên crypto đây thì rất là đỏ, chúng ta hay được là chứng khoán Hoa Kỳ cũng rất là đỏ, chúng ta thấy được là vàng cũng đỏ luôn. Bây giờ chúng ta đã thấy được là hôm nay đã có một màu xanh xuất hiện trở lại, hồi phục nhẹ trở lại. Dow Jones thì chúng ta thấy là kết thúc giao dịch thứ sáu ngày hôm nay là tăng 1,47%. Chỉ số S&P 500 đó thì tăng 2,39% và chỉ số Nasdaq đó thì tăng 3,82%. Đương nhiên hôm nay chúng ta sẽ không nói tới pre-market hợp đồng tương lai tại vì cuối thứ sáu đó thì không có hợp đồng tương lai đâu. Tới chủ nhật họ mới mở cửa trở lại và chúng ta nhìn vào dầu đó, thì hợp đồng của dầu bây giờ vẫn tiếp tục ở mức cao các bạn thấy là tăng thêm 4% ở mức là 110 đô à, cho một thùng dầu đây là cái giá hợp đồng mới nhất còn cái giá hợp đồng liên quan tới vàng đó thì chúng ta thấy được hôm nay cũng tiếp tục đi xuống thêm một chút nữa xuống 0,87% vàng bây giờ đang nằm ở mức là 1.800 đô cách một khoảng cách so với cái mức là 2.000 đô cách đây à, khoảng chừng là 1-2 tháng và có một số những thông tin nói chung về thị trường đó thì các bạn thấy là Elon Musk thì tiếp tục xuất hiện ở trên nhiều trang báo liên quan đến cái dịu lộn xộn giữa Elon Musk và Twitter và có một cái thuyết được chia sẻ với Elon Musk làm cho nhiều người lo sợ và làm cho cổ phiếu Twitter đi xuống Elon Musk chia sẻ cách đây không lâu đó là cái điều giữa Elon Musk đi mua lại công ty Twitter đó thì đang tạm ngưng tại vì có một cái bài thống kê đến từ uh, Reuters nói là khoảng chừng là 5% của những cái số lượng người sử dụng Twitter đó là những cái chương mục giả như là những cái con bot chứ không phải là người thật thì các bạn thấy được là Elon Musk sau đó đã đưa một cái tweet nói là bây giờ tạm ngưng để tìm hiểu thêm cái sự kiện này là ở trên Twitter đó thống kê này có đáng tin hay không có phải là khoảng chừng dưới 5% của người sử dụng là những cái chương mục giả hay là con số nó còn nhiều hơn nữa Elon Musk muốn điều tra cái vụ này cho nên trong thời gian điều tra đó thì sẽ ngưng không có tiếp tục tiến hành để mà thu lại công ty Twitter Và đương nhiên điều này làm cho nhiều người rất là hoang mang những người nào mà đang giữ cổ phiếu Twitter Bây giờ kế tiếp sẽ ra sao Nhưng mà sau đó đó thì Elon Musk đã chia sẻ thêm một cái thông tin nữa là Elon Musk vẫn có ý định là tiếp tục thu mua lại công ty Twitter và có nhiều bài báo ngày hôm nay đó nói là về cái hợp đồng giữa Elon Musk và Twitter đó đúng là hợp đồng đó là công ty Twitter sẽ bán lại cho Elon Musk với cái mức là khoảng chừng là 44 tỷ đô la nhưng mà đó là hợp đồng mà thôi nếu như mà Elon Musk muốn hủy vào hợp đồng này đó thì sẽ bị phạt 1 tỷ đô la nếu như mà Elon Musk không muốn tiếp tục thu mua công ty Twitter nhưng mà không phải là chỉ quỹ hợp đồng trả phạt 1 tỷ đâu có thể là bị kiện ngoại trừ là Elon Musk quỹ hợp đồng trả phạt 1 tỷ đô la và có lý do chính đáng tại sao quỹ hợp đồng thì nhiều người bây giờ không biết là Elon Musk muốn ngừng để mà điều tra cái sự kiện liên quan lên cái số lượng chương mục giả trên Twitter đó có phải là một cái cớ tại vì Elon Musk đang suy nghĩ lại hay là không chúng ta sẽ tiếp tục chờ thêm thông tin nhưng mà cái thuyết cuối cùng của Elon Musk thì cho thấy được là Elon Musk nói là vẫn tiếp tục muốn thu mua công ty twitter đó là cái thông tin mới nhất và đây là cái tài liệu mà thường nghĩ là nhiều bạn cũng theo dõi cho nên thường muốn chia sẻ với các bạn tài liệu mới nhất liên quan tới elon musk thu mua lại twitter và các bạn thấy được là twitter là một công ty rất là ủng hộ crypto nhất là chúng ta thấy được là chúng ta đã có thể sử dụng cái ví Lightning Network ở trên mạng lưới Twitter rồi cho nên ít nhiều gì Twitter cũng có cái sự ảnh hưởng đối với thị crypto này kế tiếp đó thì các bạn thấy được là lại thêm một thông tin nữa đến từ thị trường tài chính nói chung đó chính là cái thông tin liên quan đến sàn Robinhood. sàn này đó thì dạo này cái cổ phiếu không được tốt lắm nhưng mà cổ phiếu ngày hôm nay đó lại có một cái sự tăng trở lên thì chúng ta đã thấy được là giá cổ phiếu Robinhood đó, hôm nay tăng gần như là 25%. Tại vì sao vậy? Tại vì có cái thông tin là có một công ty đã thu mua 7,6% cổ phần của công ty Robinhood đây là một cái sàn mà các bạn cũng đã nhớ là cũng dính vào cái vụ GameStop năm vừa rồi đó là một cái sàn cũng rất là phổ biến ở Hoa Kỳ rất nhiều người sử dụng sàn Robinhood này để mà giao dịch chứng khoán và đương nhiên trên Robinhood cũng có crypto và tại sao người ta lại thích sử dụng Robinhood? Tại vì miễn phí nhưng mà đứng sau lưng đó thì đương nhiên Robinhood kiếm được tiền bằng cách là bán cái dữ liệu của những trader cho những công ty hedge fund thì đó là cái vụ năm vừa rồi mình sẽ không nói tới nhưng mà cái lý do tại sao mà cái sự tăng trưởng đó là có một công ty có tên là Emerging Fidelity Technologies mua 7,6% cổ phần của Robinhood với cái trị giá là khoảng 648 triệu đô la đầu tháng 5 này. Thì tại sao cái điều này lại quan trọng? Tại vì các bạn thấy được là cái người chủ đứng sau lưng Emerging Fidelity Technologies đó chính là không ai khác hơn đó chính là Sam Bankman Free có nghĩa là chủ của sàn FTX, sàn crypto nổi tiếng. Thì chúng ta đã thấy rồi bây giờ đó là cái sự tương quan và cái sự liên quan giữa crypto và chứng khoán nó ngày càng, càng sâu hơn. Chúng ta thấy được là bây giờ những cái chủ sàn của crypto cũng có cổ phần trên những công ty ở trên thị trường chứng khoán và ngược lại những cái quỹ đầu tư của forward cũng có lưu trữ rất nhiều crypto. Cho nên chúng ta thấy được là cái sự quan hệ nó ngày là càng sâu hơn không có thể nào chối bỏ được là crypto và chứng khoán nó đang có cái mối quan hệ rất là mật thiết. Nhưng mà đây là thông tin cũng liên quan đến crypto mà tôi muốn chia sẻ với các bạn. Và đó là hai cái thông tin lớn đến từ thị trường tài chính nói chung mà có có sự ảnh hưởng về cái crypto này. Chúng ta bây giờ hãy nói tới một số những cái dữ liệu khác đi. Thì đây là một cái bài được chia sẻ đó bởi Blockware Intelligent Newsletter. Thì trong bài này đó có hai cái hình rất là thú vị tôi muốn chia sẻ với các bạn. Đây là cái tài liệu hồi tháng 3 năm 2022. Thì cái hình mà các bạn thấy trên màn hình á, chúng ta thì được là đây là cho các bạn thấy được là những cái máy đào hiện bây giờ đó thì giá BTC ở mức nào họ sẽ bị lỗ. Thì các bạn thấy được là hồi tháng 3 đó, lúc đó chúng ta thì là nếu như các bạn sử dụng cái máy đào S9 á, thì cái máy đào Bitcoin đó nếu như mà giá BTC đó nói chung là nếu như bạn là một cái xưởng đào tùy theo quy mô nhưng mà các bạn có thể đọc đơn giản là nếu như các bạn ở layer 1 thì cái máy đào S9 này đó thì giá BTC phải xuống dưới 13.628 thì mới coi như là lỗ và nếu như các bạn là ở cái tầng 2 này đây là dựa theo các bạn trả bao nhiêu tiền để có thể là đào được Bitcoin thì tới 16.353 các bạn mới lỗ thì nói chung đó thì khó lỗ hơn nhưng mà tài liệu mới nhất cho thấy được gì đây là tài liệu mới nhất được chia sẻ bởi blog Where Intelligent Newsletter cho thấy được đó là những cái máy đào S9 này đó cho đến thời điểm bây giờ thì các bạn thấy được là cũng đã bắt đầu có dấu hiệu lỗ rồi chúng ta thấy được là nếu như mà các bạn là một người mà có xưởng đào Bitcoin mà trả dạ, các phí điện nó cao hơn bắt đầu là khoảng 0.05 cent cho 1 kW á. thì chúng ta thì được là nếu như các bạn trả cái mức đó thì giá BTC đó phải hơn 28.583 các bạn mới đào có lời có nghĩa là cái mức giá bây giờ là các bạn chỉ lời một chút xíu mà thôi và các bạn thấy được là nếu như các bạn trả cái điện mắc hơn nữa đó là 0.05 đô la cho 1 kW để mà đào Bitcoin đó thì các bạn có thể được là để đào được một Bitcoin mà có lời giá BTC phải hơn 31.441 và cứ thế nếu như các bạn trả tiền điện cao đến mức là 7 cent cho 1 kW 1 giờ tiền điện thì giá BTC phải hơn 40.016 đô thì các bạn mới thật sự để có lời cho thấy được là những cái xưởng đào mà quy mô nhỏ hơn họ có những cái máy đào mà không có mạnh á, thì bây giờ đang gặp trường hợp là có thể là đang bị lỗ và điều mình không muốn chỉ ra cho các bạn ở đây đó là gần đây chúng ta thấy được là có hai thông tin hầu như là trái chiều với nhau có rất là nhiều những cái dữ liệu cho thấy được là có dấu hiệu là một số những cái xưởng đào đó họ đẩy Bitcoin lên trên sàn để mà bán Nhưng mà ngược lại khi mà chúng ta nói tới những cái xưởng đào lớn Khi mà phỏng vấn, khi mà nhìn vào cái ví của những công ty lớn đó Như là chúng ta nói tới là Riot Blockchain Những công ty quy mô đào lớn thì họ lại nói là họ không quan tâm đến giá cả bây giờ Thật ra cái mức giá mà họ quan tâm đó là phải đi xuống dưới 10.000 đô họ mới quan tâm Chứ thật ra cái giá bây giờ họ cũng không có lo lắng lắm Và những công ty này họ đã dự trữ rất là nhiều tiền Để có thể là không cần phải bán BTC những lúc mà giá không tốt nhưng mà ngược lại chúng ta đã thấy dấu hiệu là có Bitcoin đẩy lên trên sàn Sự khác biệt ở đây đó là tùy theo các bạn đào quy mô lớn hay là nhỏ Và các bạn sử dụng cái máy mạnh hay là yếu Cho thấy được là những cái máy mạnh hơn các bạn thấy được là Nếu như các bạn xài cái máy S19XP Thì chúng ta thấy được là nếu như mà các bạn là một cái xưởng đào mà có cái số lượng tiền điện 1 kW thấp như là tầng 1 này là 0.025 đô la đó cho 1 kW điện thì giá BDC phải xuống dưới 3 10 đô các bạn mới bị lỗ lần có nghĩa là chúng ta đang thấy có một cái sự tách rời giữa những xương đào lớn và những cái xương đào nhỏ thì điều mà muốn chia sẻ trong video này đó là những xương đào nhỏ có thể đang có dấu hiệu là họ không chịu nổi cho nên mới có dấu hiệu một số những cái ví của những cái xương đào nhỏ đó đẩy lên sàn để mà bán nhưng mà ngược lại những xương đào lớn đó thì hầu như là không có động thái bây giờ cho nên chúng ta mới thấy thông tin nó ngược với nhau như vậy liên quan đến những cái thợ đào tại vì mình phải chia ra là xưởng đào nhỏ hay là xưởng đào lớn quy mô như thế nào và tiền điện họ là bao nhiêu. Điều khác nữa đó là nếu như mà giá tiếp tục đi xuống ở mức này xuống tới 22.000 thì sẽ càng có nhiều những cái xưởng đào nhỏ lỗ hơn nữa và tới một mức nào đó đó thì họ sẽ ngưng đào tại vì tiếp tục đào cũng không có ý nghĩa gì và điều này nó có nghĩa là chúng ta có thể thấy là cái tốc độ đào trên lưới có thể là giảm một chút xíu nhưng mà ngay sau đó theo sự ước tính của blockware intelligence newsletter thì họ nghĩ là sau đó những xương đào lớn họ sẽ tăng tốc lên tại vì họ đã lòi bơi được những cái xương đào nhỏ họ sẽ tăng tốc lên để mà có được cái thị trường đào btc và kiếm thêm lợi nhuận thì sau đó cái tốc độ đào cũng sẽ tăng ngược trở lên đó chính là điều được chia sẻ bởi blockware intelligence cho nên thụng muốn chia sẻ với các bạn cũng khá là thú vị liên quan đến tinh thần những thời đạo bây giờ ra sao nhưng mà trước khi mà chúng ta đi vào thêm chi tiết đó, thì cũng như thường lệ tất cả chỉ vì mục đích thông tin và không được xem là lời khuyên đầu tư. Và nếu như mà các bạn thích cái video này hay là các bạn thích những cái video tương tự đó thì các bạn đừng quên nhấn cái nút like và đăng ký vào kênh để giúp kênh được tiếp tục phát triển. Và trong cái video ngày hôm nay đây chúng ta cũng có một nhà tài trợ đó chính là một cái sàn giao dịch có tên là Bitget. Và đây là thông điệp đến từ nhà tài trợ của video ngày hôm nay. Và đây là một cái sàn được thành lập vào năm 2018. Bitrix là một trong những sàn phái sinh và giao ngay crypto hàng đầu thế giới với hơn 2 triệu người dùng trên toàn thế giới và đứng thứ tư ở trên CoinGecko xử lý hơn 8 tỷ đô la giao dịch phái sinh mỗi một ngày. Đồng thời đó, Bitrix cũng là một sàn giao dịch cung cấp tính năng copy trade lớn nhất thế giới hiện nay. Đội ngũ của Bitrix bao gồm những lãnh đạo có kinh nghiệm phong phú về blockchain và các sàn giao dịch hàng đầu như là Huobi, OKX, Bybit và by FTX Và ngoài ra đó thì Bitchit cũng là đối tác tài trợ cho câu lạc bộ bóng đá Juventus, PGL, công ty tổ chức eSports và các giải Dota 2, CSGO lớn nhất thế giới Thì với Bitchit thì mọi người có thể sử dụng tính năng giao dịch spot, giao dịch futures, copy trade, staking launchpad Tất cả đều khá dễ sử dụng Ngoài ra tại Việt Nam đó, sàn cũng vừa ra mắt cái tính năng P2P kết hợp đa dạng phương thức thanh toán bao gồm chuyển khoản ngân hàng Momo, Viettel Pay, Zalo Pay cũng như hỗ trợ khá nhanh chóng và đương nhiên 100% tiếng Việt cho mọi tính năng ở trên sàn. Bitrix hiện nay là một trong những sàn giao dịch cung cấp tính năng copy trade lớn nhất trên thế giới, với tổng đầu tư là hơn 3 tỷ USD và đem lại hơn 156 triệu USD lợi nhuận cho những người theo dõi. Nhưng mà nào mà chưa hiểu nhiều về copy trading thì đơn giản là một tính năng giúp cho các bạn có thể copy theo lệnh trade của một trader khác. Và đương nhiên các bạn cần phải lựa chọn một trader chuyên nghiệp và phù hợp. Sau đó các bạn có thể vào một copy trade, sau đó các bạn bấm vào cái bộ chọn lọc ở đây các bạn có thể thấy được là nhiều chỉ số để đưa đánh giá, ví dụ như là tỷ lệ lời lỗ của cái trader đó trong vòng 3 tuần gần nhất, hoặc là cái tỷ lệ thắng trong 3 tuần gần nhất, tổng số người đang theo dõi, tổng số tiền đang được vào lệnh vân vân. Tính năng này đó thì cũng rất đơn giản và cũng có thể tiết kiệm thời gian phân tích thị trường các bạn có thể kiếm thêm thu nhập thụ động dĩ nhiên là cũng sẽ có rủi ro do đó các bạn cần nên quản lý tài khoản của mình các bạn có thể bấm dừng bất cứ lúc nào cũng như là đặt lệnh stop loss để giảm nhiều rủi ro và với riêng cộng đồng của thùng capital đó thì bitch sẽ gửi tặng các bạn một phần quà là tiền thử nghiệm khi mình nạp tiền vào sàn các bạn có thể đăng ký thông qua link của thuận capital ở bên dưới cụ thể đấy các bạn có thể nhận được 10 đồng usdt khi mình nạp 100 đồng usdt và nhận 50 đồng USDT khi mà nạp 500 đồng USDT và nhận 100 đồng USDT khi mà nạp 1.000 đồng USDT. Chương trình đó, trong vòng 2 tuần kể từ ngày 11 tháng 5 cho đến ngày 25 tháng 5. Ngoài ra đó thì sàn cũng có chương trình tặng 153 đồng welcome bonus khi mà đăng ký tài khoản trên sàn các bạn có thể truy cập cả những tài liệu sẽ nằm bên dưới cái video này để các bạn tìm hiểu thêm và đây là thông điệp đến từ nhà tài trợ của video ngày hôm nay. Bitget Cái đó đó thì chúng ta hay nói về uh, Bear Market hay là Crypto Winter Có nghĩa là mùa đông crypto Thì chúng ta thấy được là tiếp tục chúng ta thấy Có thêm nhiều những cái người nổi tiếng đó Đã ra cái uh, thông báo Là chúng ta đã đi vào uh, mùa đông crypto Chúng ta đã bắt đầu có mùa đông crypto rồi Một người gần đây nhất đó chính là Leon Fu cái đó nữa chúng ta cũng thấy cái thông tin đương nhiên là Benjamin Cohen một trong những người mà trước đây đã lúc nào cũng có cái sự tin tưởng về chu kỳ dài hơn nhưng mà các bạn thấy là cách đây vài ngày thì cũng đã ra thông báo là chúng ta đã đi vào một cái bear market và đương nhiên Bitboy crypto Ben Amston cũng nghĩ là chúng ta đã đi vào một cái bear market hay là một cái mùa đông crypto rồi và cộng đồng thôn khác video nghĩ sao các bạn thì được là cái cuộc bỏ phiếu đã kết thúc cách đây hai ngày đó thì thường hỏi các bạn ở trên Twitter và trên Telegram đó là có phải mùa đông đã đến thì chúng ta thấy được là 62% tổng cộng là 7.260 bạn đã bỏ phiếu thì 62% nghĩ là mùa đông crypto đã tới ở trên Telegram ở trên Twitter thì ra sao? Ở trên Twitter đó thì các bạn thấy được là cái kết quả đó nó cũng tương tự. Đó chính là 64,7% nghĩ là mùa đông crypto đã đến có nghĩa là phần lớn thị trường bây giờ chúng ta hay được là cộng đồng thông capital chúng ta nói tới những cái người nổi tiếng như là Ben Armstrong của Bitcoin Crypto chúng ta nói tới Benjamin Cohen của Into the Cryptoverse hay là chúng ta nói tới Leon Fu mới đây và rất nhiều những người khác nữa thì cũng nghĩ là chúng ta thực sự đã đi vào một cái mùa đông crypto rồi đó ít ra là cái sự tin tưởng chung của thị trường hiện bây giờ và một số bạn sẽ hỏi là cái giá bây giờ so với lại giờ này năm ngoái đó lúc mà chúng ta thấy giá BTC đi từ 63.000 xuống còn 29.000 đó thì lúc đó cái giá bây giờ cũng tương tự như vậy thôi nhưng mà tại sao bây giờ mọi người lại nói là mùa đông khi tôi đã đến trong khi mà năm vừa rồi đó thì chúng ta thấy được là hầu như không ai nói mùa đông khi tôi đã tới thì cái sự khác biệt đó tôi nghĩ là có hai điều thứ nhất là giá đợt này đi xuống nó đã thấp hơn là cái mức của năm ngoái năm ngoái các bạn thấy được là giá cũng có cái đợt đi xuống mạnh từ 63.000 nhưng mà xuống tới mức là 28.834 trong khi đợt này đó đã có một cái sự hoảng loạn đẩy xuống còn 25.376 sau đó chúng ta mới có cái sự đẩy ngược trở lên ở mức là khoảng chừng 30.000 hiện bây giờ cho nên điều này đó là một cái sự khác biệt điều thứ nhì nữa đó là chúng ta thấy cái sự khác biệt giữa năm nay và năm ngoái đó chính là cái suy nghĩ của Fed cục chứng của Hoa Kỳ đã khác rồi chúng ta thấy được là bây giờ đã có cái hiện tượng là siết chặt nguồn tiền vì hai lý do đó đó thị trường nói chung bây giờ nghĩ chúng ta đã có một cái sự khác biệt so với lại cái đợt đi xuống của năm ngoái tại vì như người nghĩ là chúng ta cũng có thể là giống như năm ngoái chúng ta thấy được là sau khi mà giá đi xuống tới cái mức là khoảng 28.800 đó thì chúng ta đi ở mức này một thời gian rồi sau đó chúng ta lại thấy BTC đó trong thời gian chỉ có vài tháng thôi từ tháng 7 cho đến tháng 11 đó trong vòng 4 tháng lại lập quy định mới ở 69.000 đô nhưng mà đó là cái sự biệt mình không muốn chia sẻ với các bạn hiện bây giờ thì mọi người đều nghĩ đó là chúng ta có thể là đang bắt đầu đi vào trong một cái mùa đông crypto và có thể là tiếp tục ở trong một mùa đông crypto nhưng mà có một cái câu hỏi mà bây giờ không ai có thể trả lời được đâu đó chính là chúng ta có thể thấy mùa đông này kéo dài bao nhiêu và có thể xuống sâu bao nhiêu thì cái câu trả lời đó rất là khó tại vì chúng ta thấy một cái yếu tố đó cực kỳ quan trọng đối với tất cả thị trường luôn chúng ta thấy được là chúng ta đợt này đã không phải chỉ nói riêng là mùa đông crypto ở trong crypto mà chúng ta nói tới là khung quản tài chính cho tất cả những cái tài sản trong thị trường tài chính luôn chúng ta thấy được là cổ phiếu giờ này như thế nào chúng ta thấy được là ngay cả tình hình bây giờ đo vàng cũng không có dấu hiệu lên mà còn có dấu hiệu suy giảm nữa tại vì cái sự lo ngại về siết chặt dòng tiền đó sự hưởng ra sao mọi người đều không có dám nghĩ tới hiện bây giờ rất nhiều những cái sự tranh cãi bây giờ chúng ta có phải là bắt đầu có khủng hoảng này chính hay là không hay là chưa có đối với thường nên thì có nhiều điểm giống như năm 2008 thì đã chia sẻ với các bạn một điểm mà rất khác biệt đó chính là cái điểm liên quan đến thất nghiệp cho đến khi nào mà chúng ta đều là cái sự tăng trưởng phần trăm thất nghiệp thì nó mới giống như là khủng hoảng năm 2008 khi mà chúng ta bắt đầu có cái sự khủng hoảng đó bây giờ vẫn chưa đến lúc đó nhưng mà có một người đương nhiên rất quan trọng đối với tất cả thị trường mà không ai có thể biết được là fed đã có những quy định gì đó chính là chủ tịch john Powell và cục dưới mặt của hoa kỳ thì thông tin hôm qua thường chia sẻ với các bạn đã cuối cùng thì uh, chủ tịch john Powell cũng đã có thêm một nhiệm kỳ nữa tại vì nhiệm kỳ của ông năm nay đã hết rồi và ông được uh, tái đề cử để có thể tiếp tục giữ chức vụ là chủ tịch của cục dự trữ của hoa kỳ thì uh, sau đó chúng ta thấy được là quốc hội thì cũng đã công nhận ngày hôm qua có nghĩa là chủ tịch John Powell sẽ tiếp tục là chủ tịch Fed và được giao một cái nhiệm vụ đó rất là khó khăn luôn. Các bạn thấy được là từ khi mà chủ tịch John Powell nhận chức tới bây giờ đây chúng ta đã trải qua rất nhiều những sự kiện lớn trong đó chúng ta có dịch bệnh chúng ta có sự kiện liên quan đến cuộc chiến hiện bây giờ giữa nga và ukraine và đương nhiên bây giờ đã dịch bệnh đã suy giảm hầu như là ít tai ở hoa kỳ nói dịch bệnh nữa nhưng mà chúng ta thấy được là cái tình hình bây giờ đó là lạm phát quá cao và fed bây giờ đó thì nhiệm vụ là phải đẩy phần trăm lạm phát xuống còn khoảng chừng là 2%. Điều này đó, ngay cả Chủ tịch Jerome Powell cũng không có chắc chắn lắm là chúng ta sẽ có một cái uh, cuộc hạ cánh an toàn. Có nghĩa là làm sao để có thể là tăng lãi suất, kìm hãm được cái phần trăm lạm phát và có thể là bảo vệ được cái tình hình của nền kinh tế và không lâm vào khủng hoảng. Điều này rất là khó khăn. Đó là một điều mà ngay cả ngày hôm qua đó khi mà phỏng vấn Chủ tịch Jerome Powell cũng đã nói là không chắc là có thể làm được có một số dấu hiệu là có thể là có một cái đợt hạ cái an toàn nhưng mà cho tới bây giờ đó ông ta cũng không có tự tin lắm điều này đương nhiên làm cho nhiều người tiếp tục là lo sợ và đó là lý do sao mà chúng ta thấy là gần đây đó mỗi lần mà chúng ta thấy có một đợt bán tháo xảy ra xảy ra trong tất cả thị trường từ chứng khoán cho đến cổ phiếu và sau đó chúng ta lại thấy là tiếp tục có được bán tháo nữa mà không có bất cứ một dấu hiệu của thị trường nào tăng trưởng. Tại vì sao? Tại vì rất rõ ràng là tiền được rút ra khỏi thị trường, có nghĩa là có dấu hiệu là nhiều người muốn lưu trữ tiền mặt hiện bây giờ vì lo sợ cái phần trăm làm phát đã không được quản lý dẫn đến phép tiếp tục tăng thêm lãi suất và tiếp tục tăng thêm lãi suất sẽ dẫn đến là khủng hoảng tài chính. Cho nên đó là cái sự lo ngại chung hiện bây giờ. Và những câu hỏi mà các bạn sẽ có chính là mùa đông này nếu như mà chúng ta nói đang nằm trong mùa đông nên thì sẽ kéo dài bao nhiêu và giá có thể là như thế nào. Thực ra không ai có thể biết được tại vì dấu hiệu mà quan trọng nhất bây giờ chính là Fed. Cho nên thuận mới chia sẻ rất nhiều thông tin liên quan đến Fed và làm phát với các bạn để các bạn nắm được những thông tin mới nhất để đưa ra quyết định cho cái bản thân của mình. Và nếu như mà chúng ta không phải nằm trong... Một cây mùa đông crypto thì sẽ ra sao? Nếu như mà các bạn vẫn có cái hy vọng là chúng ta giống như là tình hình của hè năm 2011 đó. Giá có một cái sự đi xuống mạnh. Các bạn thì được đi từ cái mức là 63.000 xuống đến cái mức thấp đó là khoảng chừng là 28.800 là tháng 7. Thì chúng ta được là giá đó đi xuống mạnh. Sau đó chúng ta thấy được là giá sẽ không có một cái sự tăng trưởng ngay lập tức đâu. Giống như là nhiều bạn à, đang có kỳ vọng nếu như chúng ta thấy giống như là năm 2021 năm ngoái đó thì chúng ta thì giá có thể là dập nhiều trong cái vùng thấp đó có thể kéo dài tới là hai tháng trời và chúng ta được là sẽ có những cái đợt mà giá có thể đẩy ngược trở lên như là chúng ta thấy được là giá có thể đi từ cái mức là 29.900 đẩy lên tới cái mức là 41.000 sau đó là được đẩy cho xuống tới cái mức thấp hơn nữa là 28.800 giá có thể dập nhiều lên xuống trong phạm vi này cho đến 2 tháng đó chính là tình hình đã xảy ra năm ngoái và nói tới Fed đi thì chúng ta thấy được là một trong những cái dữ liệu mà một số bạn còn hỏi thuận là dữ liệu thất nghiệp của tuần vừa rồi đó thì có xấu hay là tốt. Tại vì chúng ta thấy được là đây là cái dấu hiệu là Fed có tăng lãi suất hay là không tăng lãi suất trong những đợt tới đây. Tại vì Fed rất là quan tâm đến cái phần trăm thất nghiệp ở Hoa Kỳ. Và cái tài liệu cũng không gì đáng nói được các bạn. Cuối cùng đó thì cái tài liệu cái số lượng người xin cho các thất nghiệp tuần vừa rồi đó là 203.000 có nghĩa là cũng có dấu hiệu tăng một chút tăng thêm 1.000 người nhưng mà cái mức này đó so với lại cái mức mà trước khi mà có dịch bệnh xảy ra đó là 225 ngàn Cái mức này vẫn là một cái mức mà Fed cho là thấp cho nên cuối cùng thì dữ liệu là 203 Cao hơn là tuần trước đó nhưng mà nói chung thì vẫn là thấp đối với Fed thì nếu như như mà nào mà đang có cái kỳ vọng đó là trong cuộc họp tháng 6 này Fed sẽ không tiếp tục tăng lãi suất tại vì thất nghiệp tăng lên đó, tôi nghĩ là chúng ta khả năng đó không có nhiều đâu, khả năng là Fed sẽ tiếp tục tăng lãi suất và Fed nói là nếu như mà không có cái tiến triển như lệ muốn thì Fed sẽ tiếp tục tăng lãi suất 0,5% trong tháng 6 và tháng 7 này. Đây là chuyện mà thị trường cũng đã biết và thường nghĩ là cái sự đi xuống giá trong vòng uh, cả tuần qua đó là dựa theo thông tin là chuẩn bị tâm lý cho Fed tăng lãi suất thêm 2 tháng tới đây. Và đây là những cái tài liệu mà thường muốn chia sẻ với các bạn.